Xin chào, Cộng hòa Hồi giáo Pakistan là một quốc gia ở Nam Á. Tiếng Việt còn gọi quốc gia này vào thế kỷ 20 là Hồi Quốc. Pakistan có bờ biển dài 1,046 km dọc theo biển Ả Rập và Vịnh Oman ở phía Nam, phía Tây giáp Afghanistan và Iran, phía Đông giáp Ấn Độ, cực Đông Bắc giáp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tajikistan cũng nằm rất gần với Pakistan nhưng bị ngăn cách bởi hành lang quá gần hẹp. Vì thế, nước này nằm trên ngã tư đường giữa Nam Á, Trung Á và Trung Đông. Vùng tạo thành nước Pakistan hiện đại từng là trung tâm của nền văn minh lưu vực sông Ấn cổ đại và sau này là nơi lĩnh hội các nền văn hóa Vệ Đà, Ba Tư, ở Hy Lạp, Tấp Mông Cổ và Hồi giáo. Vùng này đã chứng kiến những cuộc xâm lược và hay định cư của người ở Nerian, Ba Tư, Hy Lạp, Ả Rập, Thổ, Kurdistani, Mông Cổ, Sikh và Anh. Hiện nay, Pakistan được coi là nền kinh tế đứng thứ hai ở Nam Á, sau Ấn Độ. 104 tính đến năm 2016, GDP của Pakistan đạt 271.050 đô la Mỹ, đứng thứ 43 thế giới và đứng thứ 16 châu Á. Ngoài phong trào độc lập Ấn Độ yêu cầu một nước Ấn Độ độc lập, phong trào Pakistan dưới sự lãnh đạo của Mohammad Ali Jinnah thuộc Liên đoàn Hồi giáo cũng tìm kiếm một nền độc lập cho Ấn Độ, tìm kiếm một nhà nước độc lập cho đa số dân cư Hồi giáo ở các vùng phía Đông và phía Tây của Ấn Độ thuộc Anh. Người Anh đã trao độc lập và cũng thành lập một nhà nước đa số Hồi giáo Pakistan gồm các tỉnh Sindh, tỉnh biên giới Tây Bắc, Tây Punjab, Balochistan và Đông Bengal. Với việc thông qua Hiến pháp năm 1956, Pakistan trở thành một nước Cộng hòa Hồi giáo. Năm 1971, một cuộc nội chiến bùng phát ở Đông Pakistan dẫn tới việc thành lập Bangladesh. Lịch sử Pakistan có đặc điểm bởi những giai đoạn cai trị quân sự và bất ổn chính trị. Pakistan là một quốc gia đang phát triển phải đối mặt với các vấn đề tỷ lệ đói nghèo và mù chữ cao. Nước này là nước đông dân thứ 6 trên thế giới và có cộng đồng dân số Hồi giáo đứng hàng thứ 2 thế giới sau Indonesia. Pakistan có số dân theo dòng Hồi giáo Shia đứng thứ 2 thế giới. Đây là quốc gia hạt nhân có đa số dân là tín đồ Hồi giáo duy nhất trên thế giới. Pakistan là một thành viên của khối thịnh vượng chung, các nền kinh tế Next 11 và D8. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.